chúng ta cùng tìm hiểu xem là một số cái nguyên tắc hoặc cái quy tắc chung của phần câu trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta phải làm như thế nào đó là cả cái general rules nhất chúng ta nhớ là với câu trực tiếp gián tiếp direct speech gọi là trực tiếp đúng không ạ và sang indirect hoặc là reported speech chúng ta phải nhớ là nguyên tắc đầu tiên đó là phải lùi thì hoặc là thay đổi thì của động từ chúng ta hay thường quen nói là là lùi thì vậy lùi thì như thế nào chúng ta cùng ôn lại với cô nhé à, trường hợp thứ nhất cô có hiện tại đơn đúng không ạ Um, present simple. Ví dụ cô nói là I like English. Tôi thích tiếng Anh ở hiện tại. Vậy ở hiện tại thì chúng ta phải lùi đi một thì so với thì hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì lùi thành gì ạ? Quá khứ đơn chúng ta có past simple. Và like ở hiện tại thì sang quá khứ. Ví dụ cô nói là she said she liked English. Vậy liked ở đây là chia ở dạng quá khứ đơn. Ở hiện tại đơn chuyển sang quá khứ đơn. Thứ hai chúng ta có present continuous. Hiện tại tiếp diễn. I am teaching English. Now bây giờ cô đang dạy tiếng anh đúng không ạ và chúng ta có thể là đang ngồi xem vậy cho cô nói là I am teaching now thì hiện tại tiếp diễn chúng ta nhớ là chuyển sang thì gì ạ quá khứ tiếp diễn past continuous và chúng ta nói là gì ạ am teaching thì chuyển thành words teaching vậy cô nói là she said cô hiền nói là lúc đó cô ấy đang dạy tiếng anh đúng không ạ she said she was teaching english vậy có hiện tại tiếp diễn lùi về quá khứ tiếp diễn tiếp theo chúng ta có present perfect Hiện tại hoàn thành. Vậy hiện tại hoàn thành có cấu trúc là gì? Have hoặc has cộng động từ chia phân từ hai Cô nói I have met Bill Gates. Tôi đã gặp Bill Gates rồi. Trong ví dụ lần trước cô nói đúng không ạ? Và dù cô nói là gì? Cô Hiền cô nói là cô đã gặp ông Bill Gates khi mà ông ấy sang Việt Nam. Và ông có đến trường đại học Bách Khoa. Thế câu chuyển như thế nào ạ? À, cô có hiện tại hoàn thành thì sẽ lùi thành quá khứ hoàn thành. Và quá khứ của have ở đây chúng ta có had. Và cô nói là she said she had met Bill Gates. Vậy chúng ta nhớ là hiện tại các thì hiện tại thì lùi về các thì quá khứ vậy hiện tại đơn lùi về quá khứ đơn hiện tại tiếp diễn lùi về quá khứ tiếp diễn hiện tại hoàn thành thì lùi về quá khứ hoàn thành cái này chúng ta đã rất là quen thuộc ở cái những cái bài học của phổ thông rồi và chúng ta thử tìm hiểu các thì khác sẽ lùi như thế nào à, chúng ta có thì tiếp theo đó là part simple quá khứ đơn vậy quá khứ đơn rồi lùi thì về thì nào nữa vậy trước quá khứ đơn chúng ta có thì gì ạ quá khứ hoàn thành đúng không cô nói I bought a house in 2014 Năm 2014 chúng ta khi mà nói năm chúng ta có thể tách đúng không ạ? 2014. À, tôi đã mua một ngôi nhà vào năm 2014 vậy. Cô Hiển nói là cô ấy đã mua một ngôi nhà vào năm 2014 vậy. Lùi thì đi ạ. Bought quá khứ đơn, lùi thành quá khứ hoàn thành ạ. She said she had bought a house. Vậy had cộng phân từ 2 đó là quá khứ hoàn thành. Thì tiếp theo chúng ta cần phải chú ý xem lùi như thế nào. Đó là thì past continuous, quá khứ tiếp diễn. Uh, I was watching TV at 3:30 p.m. yesterday. vào ba giờ ba ngày hôm qua. thì lúc đó cô đang xem TV và hành động này đã xảy ra ở quá khứ và tại một cái uh, thời điểm nào đó trong quá khứ là lúc 3 giờ 30 chiều ngày hôm qua. thì cô đang xem was watching đúng không ạ. thì cô sẽ lùi thành thì gì ạ? vậy quá khứ tiếp diễn mình lùi thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn ạ. Past perfect continuous và quá khứ hoàn thành tiếp diễn chúng ta có cấu trúc là gì ạ? Had been cộng gì ạ? động từ chia in vậy cô sẽ nói là she said she had been watching thay vì nói là was watching mình phải lùi thì đi ạ thì tiếp theo chúng ta có thì past perfect thì quá khứ hoàn thành quá khứ hoàn thành chúng ta có cấu trúc là had cộng phân từ hai thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây ạ chúng ta nhớ là quá khứ hoàn thành mình lại không lùi thì mà mình vẫn giữ nguyên và một thì nữa đó là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn mình cũng để nguyên và mình không lùi thì nữa Vậy chúng ta sẽ lưu ý hai trường đặc biệt là past perfect và past perfect continuous thì mình không lùi thì giữ nguyên động từ của nó. Ngoài ra thì chúng ta cần chú ý một chút về các thời liên quan đến thời tương lai mà chúng ta nói về cái vấn đề đó là gì ạ? Modal verbs. Vậy chúng ta chuyển như thế nào? Chúng ta có will, shall. Chúng ta còn nhớ trong cái bài số 2 về thời của động từ cũng nói là will cộng verb là nói về thời gì ạ? Tương lai đơn khi mà mình không có một cái kế hoạch từ trước. Khi mình nói về gì ạ? Một cái dự đoán nào đó không có dấu hiệu cụ thể hoặc will cộng verb chúng ta cũng còn nói về một cái uh, uh, cái quyết định mà mình đưa ra bất ngờ tức thời mình không có một cái, cái kế hoạch nào cả vậy tương lai đơn là will cộng verb chúng ta có i will phone him nào thì chúng ta chuyển thành gì ạ would vậy will quá khứ của will chúng là would rồi thì đi ạ shall chúng ta chuyển thành should ví dụ cô nói cô hiền nói là cô ấy sẽ gọi điện cho anh ấy bây giờ chúng ta chú ý từ now thành then lát nữa mình sẽ nói thêm về cái phần chuyển này vậy will chúng ta nhớ là will thành would Ngoài ra chúng ta có một số cái động từ tình thái khác như là can. I can swim. Cô có thể bơi, tôi biết bơi đúng không ạ? Can diễn đạt một cái khả năng ở hiện tại. Vậy nếu cô nói thì cô phải lùi đi và chúng ta nhớ về động từ tình thái thì quá khứ của can chính là could đúng không ạ? Vậy can chuyển thành could. She said she could swim. Cô ấy nói là cô ấy có thể bơi được. Tiếp theo mình có từ must. Vậy must ở đây chúng ta nhớ là phải làm gì ở hiện tại hoặc ở tương lai. Nhưng nếu mà chúng ta chuyển thành quá khứ thì chúng ta không biết là must quá khứ là gì ạ? Không có đúng không ạ? Vậy khi đó mình phải chuyển sang động từ đó là have to và have to ở quá khứ chúng ta có had to. Ví dụ cô nói I must study harder. Cô cần phải học tập chăm chỉ hơn nữa. Thì chúng ta nói là cô ấy nói rằng đúng không ạ? Vậy chúng ta mượn have to là động từ thường còn must là động từ tình thái đều mang nghĩa phải làm gì chúng ta có had to. Vậy chúng ta có một số cái động từ đặc biệt ở đây chúng ta chú ý điều đặc biệt chú ý đó là một số động từ chúng ta không lùi thì kể cả trong câu từ trực tiếp sang câu gián tiếp chúng ta không lùi thì vậy trong những trường hợp như thế nào trường hợp thứ nhất chúng ta có động từ report gọi là reporting verb ví dụ ai đó nói cái gì vậy động từ đó ở hiện tại ở dạng present tense chúng ta không lùi thì ở động từ ở mệnh đề phía sau ví dụ cô nói là he says à, chúng ta chú ý động từ này nhá đặc một một trường hợp đặc biệt về phần liên quan phần phát âm ạ Dường như là say ví dụ nguyên tắc chúng ta có nguyên âm thì chúng ta đọc cái âm này là z nhưng chú ý đặc biệt là từ say nói với ngôi ba số ít trường hợp này chúng ta sẽ phát âm từ này là says. He says he loves football. Vậy anh ấy nói hiện tại nó cái việc ở hiện tại chúng ta nói say không phải quá khứ mình không tường thuật lại cái điều gì cả. Anh ấy cho rằng và cái việc đấy là ở hiện tại chúng ta cũng không lù thì chúng ta để nguyên từ loves ở đây. Tiếp theo ạ một số cái động từ tình thái như là would, could, might, should chúng ta không lùi thì và với trường hợp cấu trúc used to là trước đây từng làm gì hoặc thường làm gì và bây giờ không làm nữa mình không lùi thì như cô nói cô thế này à, uh, he said he used to smoke anh ấy nói rằng trước đây anh từng hút thuốc vậy cái việc từng làm đấy chúng ta vẫn giữ nguyên động từ used to không lùi thì và ngoài ra chúng ta có câu wish câu ước này Câu điều kiện này hoặc là cái câu would rather và had better Wish là ước, would rather và had better Would rather là muốn ai làm việc gì hoặc là tốt hơn nên làm gì Chúng ta không lùi, chúng ta để nguyên Câu này cô nói He wished he lived in Vietnam à, Anh ấy ước là anh ấy sống ở Việt Nam Vậy câu này chúng ta nói Lived đây, vẫn để nguyên, chúng ta không lùi nhé Câu điều kiện loại 2, loại 3 cũng là một số trường hợp đặc biệt Chúng ta nhớ là câu loại 2, loại 3 mình không lùi thì Như cô nói câu này ạ He said, if he were me, he would live in Vietnam. Anh ấy nói là nếu anh ấy là cô, anh ấy sẽ không à, anh ấy sẽ sống ở Việt Nam thay là vì có ý định đi uh, định cư ở nước ngoài chẳng hạn. Có thể Việt Nam là một đất nước là gì ạ? Hòa bình, rất là có thể là chúng ta sống chúng ta rất là yên tâm. Vậy chúng ta nói là anh ấy nói rằng anh ấy nếu anh ấy là tớ thì anh ấy sẽ sống ở Việt Nam vậy. Câu này là dạng câu điều kiện loại 2 không có thật ở hiện tại đúng không ạ? Thì chúng ta giữ nguyên chúng ta không lùi thì thành had been các em nhé và câu định ở loại ba cũng như vậy chúng ta không lùi thì à, đặc biệt chúng ta chú ý là gì ạ một số cái động từ là nếu mà nói đến cái việc sự việc vẫn đang à, thực sự là đúng và nó không thay đổi hoặc là một cái chân lý ở hiện tại chúng ta sẽ không lùi thì đi ví dụ cô có cái tình huống đó là mặt trăng mặt trời hoặc là trái đất với mặt trời hay là uh, the sun the earth vân vân chúng ta thấy là hình ảnh này sẽ nói đến cái gì ạ the earth moves around the sun Trái đất quay quanh mặt trời. Vậy đây là một cái chân lý ở hiện tại và mình không thay đổi được. Hoặc một cái sự việc nào đó mà hiện tại và vẫn luôn đúng thì chúng ta nhớ là mình không lùi thì đi. À, vậy chúng ta lưu ý là một số động từ à, hoặc là một số trường hợp mà khi mình dạng câu trực tiếp sang câu gián tiếp mình không lùi thì thì chúng ta nhớ một số cái trường hợp đặc biệt này, các em nhé. Thứ nhất là chúng ta nói đến phần thay đổi của thì của động từ. Ngoài ra thì chúng ta cần xem là chúng ta cần phải đầy đủ gì nữa không? Đó là phần uh, time expressions, đó là các cụm từ chỉ thời gian đúng không? Hoặc các trợ ngữ chỉ thời gian. Ví dụ cô nói từ ago. Ago là trước đây. Vậy khi chuyển sang câu gián tiếp, nếu câu trực tiếp cô có từ ago chẳng hạn, ví cô nói là I met him 8 years ago. Tôi gặp anh ấy 8 năm trước. Thì khi mà thuật lại thì chúng ta phải dùng từ gì ạ? Before. Nhớ nhé. Ago chuyển thành before. Uh, tiếp từ before thì sẽ thành từ gì ạ? Chúng ta nhớ nó chuyển thành từ earlier. Ngoài ra mình có từ last week, tuần trước thì phải nói là gì ạ uh, the last week hoặc là gì ạ the week before hoặc mình nói là the previous week tuần trước đó ngoài ra mình có từ next week tuần sau tuần sau thì mình phải dùng từ có thể dùng the next week hoặc the following week thì chúng ta là tuần tiếp theo tuần sau đó now bây giờ và trong ví dụ lúc đầu chúng ta có từ now thì thành gì ạ then đúng không ạ now và then khi đó chứ không phải còn bây giờ nữa bây giờ là hiện tại mà khi mình thuật lại phải nói lúc đó Tiếp theo mình thử xem cái từ tomorrow sẽ chuyển như nào các em nhé. Vậy tomorrow là ngày hôm sau thì mình chuyển thành gì ạ? Chúng ta chuyển thành the following day hoặc là the day after. Ngoài ra mình có từ này ạ, the day before yesterday. Vậy câu này dịch là gì ạ? Cái từ the day before yesterday, cái ngày mà trước ngày hôm qua thì gọi là ngày hôm hôm kia, đúng không ạ? Vậy ngày hôm kia mình thuật lại thì chúng ta chuyển thành từ two days before, hai ngày trước đó, two days before, the day after tomorrow. À, cái ngày mà sau ngày mai người ta gọi là ngày gì nhỉ mình có thể là gì ạ ngày kia cũng cũng thể trong tương lai đúng không ạ hoặc mình nói là ngày kia ở hôm kia à câu này có thể dùng là từ hôm kia thì có vẻ chuẩn hơn đúng không ạ hôm kia và ngày kia tớ sẽ làm cái gì thì the day after tomorrow thì mình sẽ nói là gì ạ in today's time và chúng ta chú ý cái dạng sở hữu cách này nếu ở đây là danh từ số nhiều nhá chúng ta đánh dấu phẩy luôn vào danh từ số nhiều còn nếu đây là danh từ số ít thì chúng ta đánh dấu phẩy ở giữa danh từ và thêm s và lưu ý cái trường hợp đặc biệt mà khi mình phát âm âm s e s như thế nào thì cái trường hợp mà khi thêm sở hữu cách này nó cũng giống như cái phần phát âm mà âm s e s ở dạng danh từ hoặc là động từ chia ngôi ba suýt các em nhé vậy chúng ta có cách thay đổi thứ hai đó là chúng ta cần phải thay đổi một số cái trạng ngữ chỉ thời gian à, cách thay đổi thứ ba đó là mình cần phải thay đổi cái đại từ vậy chúng ta có pronouns đại từ đây chúng ta cần phân biệt ra là đại từ nhân xưng đúng không ạ đại từ sở hữu hoặc là chúng ta có tính từ sở hữu nữa vậy trong trường này nếu mà cô trong thực trực tiếp cô nói là tôi thì khi mình sang câu gián tiếp thì mình gọi là cô ấy đúng không ạ cô hiền thì có thể họ ai có thể chuyển thành he hoặc she tùy từng tình huống hoặc đôi khi mình nói là gì ạ à, người ta nói rằng người ta đã cho rằng là à, học tiếng anh có lợi lợi cho ai ạ phải lợi cho mọi người chứ không phải lợi cho tôi thì chúng ta phải căn cứ vào tình huống đó ngữ cảnh đó chúng ta dịch xem là nó đang nói về ai vậy khi dạng câu trực tiếp gián tiếp chúng ta nhớ là cần phải dịch ra nhé chứ không chúng ta quên mất là chúng ta không thay đổi cái dạng tính từ sở hữu hoặc là danh từ à, tính từ sở hữu này đại từ sở hữu hoặc cũng như là đại từ nhân xưng thì chúng ta sẽ bị nhầm. Vậy đó là thay đổi thứ ba đó là thay đổi về pronouns như vậy mình vừa mới nói một số thay đổi như là thời của động từ trạng ngữ chỉ thời gian hoặc một số đại từ và chúng ta cũng cần một số cái từ khác mà chúng ta cần lưu ý đó là từ như là từ this this chúng ta chú ý phân phát âm cái từ này nhé nhiều khi bạn rất nhiều ạ trường hợp sinh viên của cô là các anh chị có thể bị nhầm lẫn là thành từ zip như cô đã nói this đầu lưỡi để mặt răng chê đúng không ạ this cái này thì khi sang câu gián tiếp thì mình phải nói là that cái đó đúng không ạ hoặc là số nhiều chúng ta có these thì thành those Ngoài ra mình có thể từ này à, Go, come và go Vậy come thì khi mình thuật lại Thì mình nói là từ go thay vì nó là come Và ngoài ra mình có từ here you Come here, anh ấy bảo tôi đến đây Thì lúc đấy mình thuật lại phải nói gì Anh ấy bảo tôi đến đó Thì here chuyển thành từ there Vậy đây là một số cái từ khác Mà khi mình chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp Mình cũng cần lưu ý